Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chim Cảnh Trà Vinh, Chim Cảnh Thú Cưng. Thế có khi nào bạn nuôi con chim bảy màu, con chim yến phụng và một số loại chim cảnh nhỏ khác mà bạn thấy rằng cái chân của con chim mình nó bị vẫy không, nó bị xù xì lên không? Chắc chắn là có. Thế thì nguyên nhân nó như thế nào, cách khắc phục nó làm sao? Ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn, mời các bạn theo dõi nhé. Các bạn nuôi con chim bảy màu nói riêng và con chim cảnh nói chung, trong đấy phổ biến là con chim yến phụng, các cái dòng vẹt hay là một số cái dòng chim cảnh nhỏ khác, ví dụ như là manh manh này, bạc má này, sắc nhật này, vân vân. Thế thì khi con chim mình nó cái tuổi nó khá một chút, nghĩa là từ 9 tháng tuổi trở lên, đặc biệt là khi con chim nó càng nhiều tuổi bao nhiêu thì có một cái loại bệnh nó thường xuyên xảy ra bấy nhiêu, đó là cái bệnh vẫy nến. Bất nhân các bạn nhìn vào con chim thì các bạn thấy cái chân nó xù xì lên, nó có những cái vảy nó bông lên, xù xì, nó sần sùi trông rất là khó coi. Và một trong những nguyên nhân của nó, ở đây mình nuôi lâu năm thì mình đã xác định đúng rõ rồi, đó là do con he sát mai. Cái lúc vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về cái sự tấn công của con he sát mai đối với cái vùng đầu và vùng mặt của con chim, nó làm cho cái vùng mặt của con chim và cái vùng đầu nó bị mất lông đi, mà ta gọi đó là cái hội chứng hối đồng. Nhìn con chim không ra gì cả, không giống con gì cả. Và cái cách khắc phục của nó thì mình cũng đã có chia sẻ trong cái video đó. Thế thì đối với cái con hai sắc mai ấy, thì cái đường tấn công của nó đối với con chim cảnh của mình có ba cái đường. Cái đường nào cũng nguy hiểm cả. Một là cái đường thực quản, nó làm cho con chim mình khó thở, khò khè và tắt thở luôn. Cái đường thứ hai là nó tấn công vào cái phần mặt và cái phần đầu của con chim, làm cho rong lụng hết, mà mình gọi là hối đầu đấy, tấm mặt đấy. Con chim mình nó nhìn cái vẻ nó rất là xấu và nó không còn giống con chim nữa đấy. Và cái vùng tấn công thứ ba mình sẽ nói ở đây, đó là nó tấn công vào cái vùng chân, đặc biệt là các cái ngón chân và cái bàn chân của con chim. Khi bạn đưa con chim, mà nhất là con chim nó từ 9 tháng tuổi trở lên đấy, mà đặc biệt là cỡ 1 năm trở lên, nói chung là con chim càng già bao nhiêu thì cái bệnh này nó dễ xảy ra bao nhiêu, và con he sát mai nó tấn công càng dữ dội bao nhiêu. Vì sao như vậy? Thì khi con chim nó lớn tuổi, cái vảy nó lớn ra, cái vảy của nó to ra, và con he sát mai nó chung vào các cái khía của những cái vảy đó, nó sinh sản ở trong đấy, nó làm tổ trong đấy và nó ăn từ từ trong đấy, nó làm cho cái vảy đấy nó càng ngày nó càng lớn ra, nó mọc ra những cái mục mà ta thấy nó sần sùi thế này này đấy. Và như vậy thì cái con he sát này nó tấn công vào đó. Mà chúng ta biết là con he sát mai là một cái con ký sinh, nó rất là nhỏ, nó khó tấn trong không khí mình, cho nên là mình mới gọi là he sát mai. Mà nên là cái vảy chân mặc dù nó nhỏ như thế, nó khít như thế, nhưng mà nó vẫn vào đấy nó tấn công được, và nó phá cái bàn chân, nó phá cái ngón chân của con chim của mình đấy. Đấy là một trong những nguyên nhân rất quan trọng và phổ biến đối với con chim dòng phinh. Con bảy màu này, con yến phụng rất hay bị, bởi vì cái vảy của con yến phụng đó, nó còn to hơn, cái khía của những cái vảy đó nó còn to hơn cả con bảy màu nữa. Ở trên một ngày nào đó anh em mình chơi chim lâu thì dứt khoát phải bị. Thế thì cái hậu quả của nó thì nó nghiêm trọng rồi. Đối với cái vùng thực quản thì nó làm nghẹt thở chết ngay. Đối với vùng đầu thì làm chim mình khó coi. Còn đối với cái vùng chân ấy, các cái ngón chân và bàn chân ấy, thì mặc dù nó không làm cho con chim mình chết, nhưng mà nó làm cho con chim mình suy kiệt, ốm từ từ và chết do suy dinh dưỡng, do suy kiệt đấy, chứ nó không chết liền các bạn nhé. Thì cái hậu quả của nó nghiêm trọng hơn ở chỗ là nếu mà nó bị lâu ngày mà chúng ta không phát hiện ấy, thì những cái sần sùi đó những cái vảy mà nó bong ra như thế, nó làm hoại tử cái vùng chỗ đó, và nó làm cục luôn mấy cái ngón chân luôn, mấy ngón chân của con chim của mình. Và thậm chí nghiêm trọng hơn á, là nó cục luôn cái phần bàn chân của con chim. Cho nên các bạn thấy những con chim lớn tuổi từ 1 vài năm trở lên, có khi nó mất cái móng, mất cái ngón của nó, là cái nguyên nhân của nó là do con he sát mai nó tấn công. Ở đây loại trừ cái tình trạng là nó bị tật lỗi khi mà nó mới nở ra các bạn nhé.
chứ còn khi nó nở ra khoảng 4 tháng tuổi nó không có vấn đề gì cả, và bắt đầu cỡ 9 tháng tuổi cho lên thì nó có xuất hiện những cái vảy đấy, thì do con hạ sát mà nó tấn công chứ không do cái gì khác cả. Và như vậy ấy, thì cái mức nghiêm trọng đặc biệt của nó là nó làm mất đi cái bàn chân, mất cái mấy cái ngón chân. Còn cái nghiêm trọng ít hơn á, thì nó làm cho cái thẩm mỹ đối với con chim mình nhìn nó không ra làm sao cả. Nó tấn công như thế này, tấn công qua máu, tấn công qua dinh dưỡng, cho nên con chim mình nó ốm từ từ và cái bộ lông của nó rất là sơ sát, và cuối cùng á, là nhìn con chim mình nó không có vẻ thẩm mỹ gì cả, nó không có đẹp đẽ gì cả. Mặc dầu á, ở giai đoạn đầu tiên á, thì nó mới tấn công vào á, và có thể nó làm cho cục mọc dày cái ngón chân. Con chim mình nó vẫn sống bình thường, nó vẫn hoạt động bình thường, nó vẫn bay nhảy bình thường, nhưng mà nhìn ấy xuống cái chân con chim thấy rất là bất mãn luôn. Không biết các bạn có như vậy không, chứ mình đã gặp rồi. Cái lúc mới nuôi mình đã từng bị, và mình đã có cái cách để trị nó. Và khi đọc một số tài liệu ở trong nước có, ở nước ngoài có, thì anh em mới chia sẻ về cái cách để khắc phục và cách để điều trị cái loại bệnh mà mình gọi là cái bệnh vảy chân này. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ cái cách đấy để các bạn tham khảo nha. Trước hết khi phát hiện con chân như thế, con chim như thế, thì mình bắt con chim ra và mình lấy cái S76 đấy, mà chúng ta biết rằng cái S76 thì nó con e sát mai nó rất sợ, cái S76 và scap, và trong trường hợp là chúng ta dùng S76. Ở đây thì mình dùng S76 thôi. Thế thì các bạn bắt con chim ra, các bạn cầm hai cái chân nó, nếu mà hai chân nó bị hết vào cái khu vực bàn chân của nó, đặc biệt là bị nhiều nhất. Đấy, và cái phần trên bàn chân nó chút, cái chân ấy mà trên bàn chân nó chút. Thế chúng ta bắt, chúng ta cầm cái chân chúng ta đưa lên thế này, và chúng ta nhỏ thuốc S76 cho nó ướt hết cái khu vực của bàn chân, ngón chân đó, cái khu vực mà nó xuất hiện những cái vảy sần sùi như thế. Đấy, ướt hết. Sau đấy các bạn bỏ ra, bỏ con chim vào lòng bình thường. 20 phút sau, bạn bắt ra bạn làm như thế nữa. Đấy, bạn vẫn nhỏ thuốc cho nó ướt hết, là cho nó ướt hết đi hết như thế, và bạn cầm đó, bạn giữ đó và bạn để cho cái S76 đấy nó vẫn còn đấy, cho nó ướt đấy các bạn nhé, đừng để cho nó khô. Sau đấy thì bạn lấy cái tay bạn khựi ra, thì lúc bây giờ ấy, do chúng ta nhỏ nước cái dung dịch S76 vào thì các cái vảy đó nó bị sần sùi, nó bong ra, và lúc bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái ngón tay, cái móng tay chúng ta, hoặc là cái vật gì cứng cứng chúng ta khựi ra từ từ, và các bạn nhớ là chúng ta làm nhẹ nhàng nhé, làm nhẹ nhàng. Chúng ta khựi thấy nó tróc ra thì chúng ta mới bắt đầu khựi. Còn nếu là trường hợp mà nó chưa có tróc ra, chúng ta lấy cái móng tay chúng ta khều nó chưa tróc ra, thì chúng ta tiếp tục nhỏ thuốc S76 nữa cho nó ướt hết một lần nữa. Sau đấy thì từ từ chúng ta mới cạo từ từ ra. Đấy, các bạn nhớ là cho nó từ từ nó bong ra các bạn nhé, chứ các bạn đừng có nóng vội. Khi mà nó chưa xuất ra thì các bạn phải tiếp tục nhỏ thuốc làm cho nó ướt, nó mềm cái đó đi, thì nó mới bong ra hết được. Còn nếu không mà các bạn cạo nó ra thì nó sẽ chảy máu, thì lúc bây giờ nó chảy máu là nó bị nhiễm trùng, và nó làm cục chân con chim của mình, là do không phải là do con e sáp nữa, mà nó do nó nhiễm trùng bởi vì chúng ta nóng vội, chúng ta cạo nó ra nó chảy máu. Đấy, cho nên khi chúng ta làm cho nó ướt hết, thì khi nào mà tự nó bong ra, chúng ta khều nhẹ nhàng thấy nó bong ra hết thì ok. Đấy, và chúng ta tiếp tục làm như thế để ít bữa sau cho nó ướt cái vùng đó, để chúng ta làm tới khi nào nó sạch hết các cái vảy đó rồi thôi các bạn nhé, sạch hết rồi thôi. Sau đấy chúng ta thả con chim một lần bình thường. Tiếp đến là khoảng chừng 15-20 phút sau, chúng ta bắt con chim, chúng ta tiếp tục thoa thuốc một lần nữa. Lúc bây giờ chúng ta không cần khựi vảy nữa, bởi vì vảy nó tróc hết rồi, lúc nãy chúng ta làm nó tróc hết rồi. Thế cho nên là chúng ta tiếp tục thoa thuốc, rồi sao thoa nó đều hết rồi, coi như xong công việc chúng ta đến đây đã hoàn thành. Bỏ con chim vào lòng, và công việc sau đó thì chúng ta tiếp tục bồi dưỡng con chim của mình bằng cái, ở đây thì mình xài cái Omnivit này. Trong cái thời gian mà chúng ta điều trị như thế thì con chim nó bị ảnh hưởng sức khỏe lắm, cho nên là chúng ta cố gắng cho uống từ 2 đến 3 lần một tuần Omnivit các bạn nhé. Và như vậy thì công việc của chúng ta đến đây đã hoàn thành, coi như là chúng ta đã tiêu diệt được cái con Aedes mai và cái bệnh vảy chân xù xì cái bàn chân, cái ngón chân của con chim mình, coi như nó không còn nữa, và khả năng tái phát của nó không diễn ra. Ở đây mình, cái phương pháp đấy là mình làm nó hết 100% các bạn nhé. Và chúng ta nhìn thấy cái chân con chim nó đỏ, nó hồng hào rất là bình thường, cũng như con chim chúng ta lúc nó còn non, cùng còn 3-4 tháng tuổi vậy. Thế cho nên là cái đấy, cái một trong những cái nguyên nhân của nó là do con e sát mai và cái cách điều trị như thế. Thế cho nên là các bạn nào mà nuôi chim lâu năm, hay là các bạn mua con chim về mà con chim nó bị già đi, con chim nó lớn tuổi, thì các bạn để ý đấy. Cái cách đó cũng là cái cách mà để chúng ta phân biệt con chim nó lớn tuổi hay là con chim nó đang trưởng thành.
phần lớn con chim lớn tuổi là nó hay bị đó, nếu mà các bạn không cẩn thận, không dùng chế phẩm SP6 để chúng ta thoa được nó. Cái biện pháp phòng của nó là mỗi khi á, khoảng một tháng là chúng ta thoa một lần. Các bạn chịu từ cái là mỗi một tháng là chúng ta bắt con chim của chúng ta, nếu mà các bạn nuôi ít nha, còn nhiều chúng ta cho uống thôi. Nếu mà các bạn nuôi ít 5-7 cặp gì đấy, mỗi tháng chúng ta bắt con chim ra, chúng ta thoa ướt cái chân nó một lần rồi bỏ ra bằng S76 các bạn nhé, S76 thì bảo đảm các bạn là nó không có cái vảy nến như thế và không có sần sùi như thế. Còn điều trị thì như mình đã chia sẻ, và cái này, cái bệnh này á, nó rất là hay gặp các bạn nhé, rất là hay gặp, bởi vì á, cái con ASAP mai là một cái con ký sinh nó rất thích con bảy màu và con yến phụng, cũng như cá sấu dòng, chim cảnh nhỏ mà chúng ta nuôi nhốt, nó rất thích luôn. Nhưng mà cũng may mắn là nó rất là sợ S76 và scap, nhưng mà trong trường hợp này mình xài S76 là ok nhất. Cũng may mắn là nó rất sợ, chứ còn nó hay xảy ra lắm. Đấy, cho nên là ở video này thì ở cái góc cạnh nhỏ như thế, ở một cái vấn đề nhỏ như thế thì mình chia sẻ với các bạn là hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn, nếu mà các bạn nào mà đã gặp rồi mà chưa có phương pháp. Còn các bạn đã nuôi rồi, đã gặp trường hợp đó rồi và chúng ta xử lý bằng một cái cách nào đó ngoài cách này mà nó cũng đạt hiệu quả, thì các bạn cứ comment ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Hy vọng là mọi người xem video thì sẽ gom góp được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của bạn bè mình đi trước, để rồi mình có những biện pháp, phương pháp mình điều trị cho con chim mình khi nó gặp phải cái chứng mà ta gọi là vảy nến như vậy, để trả lại cái thể trạng của con chim của mình, trả lại sức khỏe của con chim mình, đặc biệt là trả lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người ở con chim này các bạn nhé. Rồi, video này mình chia sẻ một vấn đề rất là nhỏ như vậy thôi. Nếu các bạn thấy có ý nghĩa, thấy vui vẻ một chút thì cho mình một cái đăng ký kênh, nếu các bạn nào chưa đăng ký các bạn nhé, like giúp mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Thank you.